Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Thì video ngày hôm nay thì Vũ lại tiếp tục sẽ cùng các bạn cùng trải nghiệm những sản phẩm mới, cũng những sản phẩm về công nghệ, về máy chiếu, về âm thanh, về công nghệ, về giải pháp xem phim trong hệ thống gia đình của mình. Thì video hôm nay thì Vũ sẽ cùng các bạn đập hộp cái mẫu máy chiếu siêu gần mới đến từ thương hiệu Epson. Thì những video lần trước Vũ có chia sẻ các bạn về những cái con cao cấp, ví dụ như là Epson 12000B. Thì hôm nay phân khúc này dành cho những khách hàng không sử dụng máy chiếu xa và có nhu cầu sử dụng những cái máy chiếu gần để trên cái kệ tivi của mình, với mong muốn cái kích thước nó sẽ khoảng từ 100 cho đến 150 inch, và nó tối ưu về hình ảnh và nó tối ưu về cái mặt sức khỏe cho các bạn, về ánh mắt khi mà chúng ta trải nghiệm xem phim. Ok, thì bây giờ Vũ sẽ cùng các bạn đập hộp cái con này và cũng sẽ là một video review nhanh, nói về công nghệ, nói về những tính năng sơ bộ của nó, và cùng cuối video này chúng ta sẽ cùng test lại cái màu sắc khi mà khả năng nó chiếu trên đây để cho các bạn có cái nhìn tổng quan hết đầy đủ cụ thể nha. Ok, đây là hàng mới, Vũ chưa đập thùng đó các bạn. Rồi, mình quay về cho tự nhiên để cho các bạn nha các bạn ha, nó hơi lụm thụm tí xíu. Thì về thứ nhất á, đây là một cái phòng xem phim. Vũ chia sẻ thêm ngoài lề thì đây là một cái phòng xem phim, là một phòng xem phim all in one của Thiên Vũ, là thường khách đến nghe. Thì trong cái hệ sinh thái của cái phòng này sẽ bao gồm xem phim, karaoke, hệ thống ánh sáng cho đến mọi thứ. Thì các bạn thấy Vũ đang cầm trên tay một chiếc remote control cho cái phòng giải trí của mình, karaoke, xem phim, nghe nhạc đầy đủ, và bao gồm cả hệ thống thông minh. Thì khi Vũ bấm play bộ phim thì hệ thống đèn nó cũng sẽ tắt, và khi Vũ bấm dừng thì đèn nó cũng sẽ sáng. Vũ thử cho các bạn nha. Đấy, này các bạn nha. Đấy, các bạn thấy chưa? Dừng. Rồi, hệ thống đèn nó sẽ sáng lên, thấy các bạn ha. Ok, bây giờ mình quay lại cái video này, review con này nha các bạn ha. Rồi, đó là một phút quảng cáo các bạn. Khách hàng nào mà muốn trải nghiệm thì đến Thiên Vũ nha. Rồi, ok, rồi Vũ sẽ cùng bạn cameraman quay cận cảnh nha. Vũ muốn quay như vậy để cho nó có một cái nội dung cho khách hàng xem, nó chân thật hết, chân thật nhất có thể. Đấy, đây thì sau khi cái con thùng đây là con mới, và cái mức giá của Epson đưa ra cái con này hiện tại là nó đâu đó khoảng là trên dưới 90 triệu nha các bạn ha, là trên dưới 90 triệu đấy. Và khuyến khích các bạn nên sử dụng những con máy chiếu siêu gần này ở với cái cự ly khoảng rơi đầu từ 100 cho đến 130 inch thì nó sẽ rất là đẹp. Nếu mà các bạn sử dụng những cái inch mà lớn hơn á, ví dụ như là sử dụng mà từ 130 trở lên 150, 140 thì chúng ta không nên sử dụng máy siêu gần các bạn. Các bạn nên chọn những cái máy chiếu xa ha. Ồ, con này cũng khá nặng. Đây thì trong cái hộp này nó sẽ bao gồm là cụ thể nhà phân phối Epson Việt Nam. Đó. Đó. Rồi, đây là cách hướng dẫn sử dụng và cũng như là các cái ngõ của hãng để cho chúng ta setup ở nhà. Còn đây là cái cuốn sách hướng dẫn đủ quốc tế. Đây là bản quốc tế nên nó sẽ đủ thứ tiếng trong này cả. Và đây là cái hộp phụ kiện. Đấy. Thì nó bao gồm một cái remote, một cái dây nguồn thôi các bạn ha. Nên mình sẽ không xài, mình cất lên hay mình lấy remote đó mình mở cho các bạn xem. Mình bỏ ra ngoài. Rồi, Vũ sẽ mở ra. Và để hỗ trợ cho cái nội dung video này thì Vũ khá là lười cho cái việc mà lấy ổ điện các bạn, nên lại tiếp tục mượn cái con này. Dạo này anh em làm biếng lắm, cứ mỗi lần mà cần ổ điện là lấy cái con Showtech này làm điện di động các bạn, để đi test loa không à. Rồi, ok, đây trên đây đi cameraman, đặt trên đây đi, đặt đỡ trên cái loa đi. Đấy. Đó bạn ha. Vũ sẽ đặt tạm thời bỏ cái thùng này một bên. Đấy. Đó, cho các bạn cũng như khách hàng xem. Hạnh ơi, Hạnh nhờ anh em tạm hoãn test lo tí xíu Hạnh. Các bạn thông cảm với các bạn, hiện tại anh em karaoke ở dưới sảnh dưới á, đang test loa. Đó. Nên hơi ồn. Rồi, ok, như vậy là Vũ đã mở xong cái con thùng này. Đây là một dòng máy chiếu siêu gần. Thì như Vũ đã chia sẻ đầu video thì những con máy chiếu siêu gần này các bạn nên xử lý trong cái phạm vi là từ 130 inch quay đầu thôi. Nói chung là đẹp nhất ở khoảng từ 100 cho đến 120 inch. nha các bạn. Còn nếu mà lớn hơn chúng ta không nên sử dụng những máy chiếu siêu gần nha. Đấy, cái này tại vì cái phân khúc này gọi là home cinema thì những máy chiếu này là nó thuộc một cái dạng máy chiếu dành đúng chất cho gia đình luôn. Còn lên một cái tầm của home theater thì chúng ta sử dụng những cái máy chiếu có phần chuyên dụng hơn. Ví dụ như là con 12.000B. Con này chỉ 50% giá thôi, nhưng mà nó lợi cho khách hàng. Đó. Rồi mình đập hộp ra luôn cho các bạn xem. Đó. Đây là sản phẩm hiện tại, đây là một sản phẩm chính ngạch nho và phân phối đem về Việt Nam nha các bạn. Đó. Rồi. Để mình vụ bỏ cái này xuống dưới đây đi. Rồi. Đấy, rồi cameraman có thể lia cận cảnh cho mọi người coi nha. Đấy. Đó. Thì trước mặt đây là đối với cái con này thì hãng á, đây là một cái con máy chiếu siêu gần laser và sử dụng cái công nghệ là 3 LCD, hỗ trợ tính năng HDR10, một cái tính năng hybrid lock gamma. Và cái tính năng này nó khác với cái hỗ trợ HDR10 ở cái chỗ là cái tính năng hybrid lock gamma là nó sẽ giúp cho các bạn, những bạn hoặc là những khách hàng nào mà chúng ta có cái nguồn phát ví dụ như SD, nói chung là hỗ trợ rất là nhiều thiết bị kết nối, tức là nó đa nhiệm hơn. Ví dụ như là chúng ta phải cần có một cái sản phẩm hỗ trợ ví dụ như đầu phát phải có HDR10 thì cái sản phẩm này hỗ trợ HDR10 thì nó mới tương thích với nhau. Nhưng đối với cái tính năng hybrid clock gamma thì đối với những cái sản phẩm, những thiết bị mà ngoại vi kết nối ví dụ là từ SD thì con này nó có thể nhận diện và nó sẽ tối ưu hình ảnh được, để cho nó tối ưu được về hình ảnh, giống như là cái HDR10 bạn, nó sẽ làm cho cái sản phẩm nó đẹp lên, hình ảnh nó đẹp hơn, nó sống động hơn, giống như HDR10 thôi nhưng mà nó đa nhiệm. Nói chung là nó tương thích rất là nhiều những sản phẩm mà không có hỗ trợ cái tính năng HDR10 thì nó là một cái hay. Thì các bạn có những sản phẩm mà như là tivi đời cũ hay là những cái dạng mà đầu phát, những cái sản phẩm mà công nghệ ngoại vi để lấy hình ảnh vô mà nó không có hỗ trợ thì con này cái tính năng nó sẽ giúp cho cái hình ảnh đẹp hơn nha các bạn ha. Đó là một cái hay của cái hybrid lock gamma đó. Rồi con này á, thì nó cũng có luôn cả một cái hệ điều hành Android ở trong này, nó có chuẩn bản Google. Nhưng rất tiếc một điều là vẫn không có cái phiên bản là Netflix chính chủ các bạn ha. Netflix chính chủ là sao? Tại vì cái Netflix chính chủ nó rất là giá trị cho một cái con mà tích hợp hệ điều hành Android, gọi là tích hợp vô trong, nó giống như TV các bạn. Thì khi mà có Netflix chính chủ thì chúng ta sẽ trải nghiệm được những bộ phim, những cái phiên bản mới nhất, những cái hình ảnh cao nhất và những cái phiên bản tối ưu nhất của cái Netflix. Còn đối với những không có, những cái Netflix mà không có chính chủ thì giống như là chưa được tương thích, chưa được bản quyền á, thì chúng ta sẽ coi đa phần là giống như là kiểu bản lậu các bạn. Thì coi như vậy nó không đẹp, coi như vậy nó không đã. Thì rất tiếc là cái chỗ này nó không có. Thì bên Vũ thì review có sao thì bên Vũ sẽ nói vậy, không có mập mờ với khách hàng một vấn đề nào cả. Rồi, về cái công nghệ loa của cái Epson này thì hiện tại thì Vũ biết là nó đang sử dụng sound đến từ thương hiệu Yamaha. Thì tất cả các driver ở đây là để bổ trợ. Ra đối với những cái con mà gần, siêu gần như thế này á, thì dành cho những khách hàng mà có thể là không thích xem TV nữa mà muốn chuyển qua một cái hệ mới là hệ mà kiểu vừa TV vừa cinema, mà nó tích hợp cái loa giống như một loa Sao Ba để cho các bạn xem YouTube có thể xem nhiều cái chương trình khác nhau, có một cái loa thôi. Chứ còn nói về chất lượng âm thanh của để xem phim á, thì cái này chỉ là bổ trợ các bạn, hoặc là nghe nhạc nhỏ nhỏ thôi, để nghe thôi. Còn nếu mà để mà xem phim thì chúng ta cần phải học hệ thống âm thanh, nó tối thiểu cũng phải là một cái Sao Ba 5 chấm, hoặc còn nếu có điều kiện hơn là một hệ thống lắp ghép, còn cao cấp hơn sẽ là một hệ thống cinema nó bài bản hơn đó các bạn ha. Rồi ok, loa thì nó như vậy thôi. Nói chung là chút nữa mình sẽ test thử cho các bạn coi cái chất lượng âm thanh nó luôn. Và quan trọng về máy chiếu á, là chúng ta sẽ tập trung vào cái chất lượng hình ảnh cũng như là cái nguồn công suất tiêu thụ. Thì theo Vũ biết là đối với Epson về cái độ ồn các bạn, tại vì nó là cái dòng máy chiếu siêu gần, nó bao gồm là gần cả cái vị trí từ điểm phát và đến điểm phát và điểm nhận, thì nó cũng sẽ gần với lại cái người dùng của chúng ta, giống như là mình là người dùng. Thì cái từ cái vị trí mà ghế sofa cho đến chúng mình cách nhau chắc khoảng tầm đâu đó 3 đến 5 mét là cùng. Thì cái độ ồn nó cũng rất là quan trọng trong cái việc là chọn máy chiếu. Vì nếu mà độ ồn decibel nó rất là cao thì khi mà chúng ta đang phát một cái nội dung nào đó thì cái độ ồn cái máy chiếu, ví dụ là quạt tản nhiệt khi nào nó chạy lên đó, thì sẽ rất là khó chịu các bạn. Nên cái việc mà mua máy chiếu chúng ta cũng lưu ý. Và độ ồn của con Epson này nó chỉ đâu đó khoảng tầm 23 đến 25 decibel thôi. thì nó rất là nhỏ các bạn, nó không quá lớn các bạn. Nếu chúng ta ngồi khoảng cách trên 2m, 3m là hầu như tiếng ồn này không có. Mà những cái máy này bắt buộc phải có tiếng ồn, tại vì nó phải tản nhiệt các bạn. Những cái bóng đèn nó chạy, nó là bóng laser. Đấy. Rồi về cái độ phân giải thì sao? Về nếu mà nói về độ phân giải của Epson thì hiện tại là để hiển thị là 4K. Nhưng trên thực tế các bạn phải hiểu rõ rằng cái việc là 4K ship và 4K thật nó khác nhau hoàn toàn các bạn. Là thật ra nếu mà nói về cái độ phân giải thật của cái Epson dòng mà 650B này thì nó chỉ là 1080, nhưng nó có thể giả lập với những cái công nghệ có thể ship 4K lên, có thể là đương nhiên nó sẽ đẹp hơn và hơn là 1080 bình thường. Nhưng mà nếu mà có hỗ trợ 4K với cái gọi là giống như những cái TV các bạn, đó là AI 4K, AI 8K. Khi mà chúng ta có một cái nội dung video 4K thì cái con AI nó sẽ chỉnh sửa tối ưu lại mọi hệ thống để nó tối ưu về ánh sáng, tối ưu mình mỗi thứ, chung là cái cách làm nào đó để cho cái nội dung 4K nó có thể tăng lên gọi là 5K, 6K. Nói chung là nó tăng cường hơn về cái mặt đẹp hơn so với cái nội dung gốc đó. Nên nói chung là chỉ là một phần tối ưu thôi. Nhưng mà trên thực tế con này là con 1080 cho các bạn, Full HD. Thì nội dung Vũ phải chia sẻ phải rõ ràng cho các bạn. Khi mà chúng ta mua sản phẩm, chúng ta phải hiểu tính chất sản phẩm, tránh những trường hợp là quảng cáo 4K nhưng mua về nó không phải là 4K. Còn ở đây quảng cáo có 4K nhưng 4K nó không phải là 4K thật, nó là 4K ship đó. Và nó chỉ là 1080 Full HD nha các bạn ha. Hỗ trợ HDR10, hỗ trợ HDR đầy đủ đó. Và đặc biệt là có Hybrid Lock Gamma, là những tính năng để các bạn cũng như là những khách hàng mà chúng ta mua về, chúng ta sẽ có được một cái sản phẩm nó bổ trợ cho nhiều thiết bị ngoại vi. Chúng ta có thể tương thích rất là nhiều thiết bị, nó không bị hạn chế đó. Ok. Rồi, nơi đây là về cái tổng giao diện ha. Bây giờ mình sẽ quay các bạn ha. Về những cái tính năng an toàn thì những cái máy chiếu siêu gần hầu như là hiện nay nó đều có nha các bạn. Tại vì ví dụ như khi mà chúng ta đứng gần ảnh hưởng đến mắt về laser, thì những cái con máy chiếu này nó sẽ có tính năng bảo vệ. Nên việc mà khi chúng ta sở hữu nó về á, thì các bạn trẻ em á, thì có đợi gần hay là chúng ta đưa nhìn như thế này á, thì chúng ta không có phải lo là về ảnh hưởng đến mắt nha. Tại vì tính năng nó đã có cái cảm biến hết rồi, nó bảo vệ cho người dùng hết rồi. Nên cái việc đó các bạn không cần phải lo, cũng như cha mẹ cũng không cần phải sợ việc đó. Rồi, ở đây nè, ok, cameraman có thể quay cận cảnh cho mình đây nè. Họ có để rất là rõ ràng 4K Pro UHD thôi, nó không phải là 4K nha các bạn ha. Nó ghi là các bạn phải nắm rõ cái việc này nha các bạn. Còn đây là laser nha các bạn ha. Đấy, Vũ đã chia sẻ nha, con này chỉ là 1080 thôi, nhưng mà nó có tính năng hỗ trợ để nó kéo cái hình ảnh lên 4K, nhìn rất là đẹp mắt. Thì để chút cuối video các bạn sẽ cùng xem với Vũ. Rồi về các phía sau, mình đã quay về phía sau các bạn ha. Rồi phía sau mình sẽ đi đến với các ngõ kết nối đó, cho các bạn xem cái tổng thể. Con này thì nó sẽ cho một cái ngõ USB A, 2 ngõ HDMI, trong đó một ngõ là EARC và một ngõ là ARC một đó các bạn ha, EARC và đây một ngõ HDMI 1 và một ngõ USB A bên này nữa, một ngõ DC out 2 chấm và một ngõ optical out và một ngõ update firmware. Và đây là cái mặt giải nhiệt của thiết bị ở đây bên đây nữa các bạn. Đây. Đó, phần đây là cái phần phía cắm nguồn, thì Vũ sẽ cắm nguồn lên cho các bạn xem. Đó. Đây. Đây, Vũ cắm nguồn lên đây. Thì thay vì cắm ổ điện mình sẽ cắm cái khác, từ từ nha các bạn, mình sẽ cắm. Thì đây con này còn mới nè. Đó, mới nha các bạn, để các bạn biết nha. Gắn lại. Review xong trả cho hãng. Còn khách nói với khách hàng muốn trải nghiệm sản phẩm thì cứ liên hệ với Thiên Vũ nha. Rồi, ok. Rồi. Và các bạn có về cái độ sáng của cái con Epson 650B này á, thì cái cường độ sáng của nó đang đâu đó là hãng đưa ra cái tham số á, là và hình như là 3600 nha. Đúng rồi, hình như là 3600 AC lumen các bạn, về cái cường độ sáng của Epson. Thì về thế mạnh của Epson á, so với những máy chiếu trên thị trường á, Epson họ rất nổi tiếng về cái việc màu sắc, và họ chọn những cái gu màu sắc, setup cái màu sắc rất là hợp đến người dùng đám đông. Gọi là giống như các bạn thấy những cái tivi mà Samsung đồ này nọ, hay là những cái tivi nó rất là nịnh màu đó, là nó nịnh màu các bạn. Còn về cái mức độ thật thì nó sẽ có độ thật, nhưng mà ở đây là Epson họ đi thiên về hướng những cái màu sắc làm cho ai cũng cảm thấy nó đẹp, màu sắc nó luôn được là rực rỡ. Và đặc biệt là cái về cái cường độ sáng của Epson nó luôn mạnh trong cái hệ sinh thái, trong cái tầm tiền mà cái hệ sinh thái Epson mang lại, nó luôn luôn sáng hơn so với một số brand khác ở trên thị trường. Đó, tức là bạn có thể là đi trải nghiệm từng con cùng tầm giá tiền, cùng phân khúc, thì các bạn sẽ nhận ra được một điều là con này nó luôn tầm tiền này, màu sắc nó luôn rực rỡ, và cái AC Lumen thật ra cũng mang tính chất là tham khảo thôi. Khi mà chúng ta trải nghiệm ở góc độ thực tế thì chúng ta sẽ cảm thấy là nó sáng hơn nhiều so với, ví dụ mình đang bật cái đèn nền thế này nè, thì chút nữa Vũ sẽ bật thử khi mà bật đèn và tắt đèn cho các bạn có một cái góc nhìn nó trực quan hơn ha. Ok, rồi bây giờ mình nói sơ thôi đấy, tại vì con này chỉ đập hộp thôi mà. Rồi bây giờ Hạnh ơi, hỗ trợ anh connect với. Rồi bây giờ Vũ sẽ connect để lên hình cho các bạn ha, để test cái màu sắc video các bạn. Và nguồn thì cắm đỡ qua cái con Showtech này. Đây, con này có nguồn 220 các bạn, nên mình đỡ phải cực. Đây, cái con này dạo này Vũ bào nó ghê lắm. Anh em đồ xài đi di động là xài nó không à. Rồi dục luôn. Nó có nguồn điện đây nè. Rồi mở điện lên. Rồi ok, như vậy là các bạn thấy là mình đã bắt đầu lên nguồn cho cái con này rồi, đúng chưa? Thì khi mà lên nguồn nè, bây giờ mình sẽ test cho các bạn hoặc là những khách hàng mà thật sự là chưa bao giờ sử dụng máy chiếu và chúng ta chưa nắm rõ về những cái quy trình của máy chiếu, về cái tính an toàn. Thì Vũ đây nó đang làm màn hình, thì Vũ sẽ quơ qua đây. Đây, phát hiện dừng lại vì lý do an toàn, di chuyển rời xa. Đây, các bạn thấy chưa? Vật cản hoặc loại bỏ những mọi xung quanh. Đây là những cái điều kiện an toàn của hãng. Đó, thấy chưa? Rồi, ok. Nè, bây giờ mình sẽ kéo này ra. Trượt ra thôi. Đó, trượt ra thôi. Nó hơi nặng. Rồi, trượt ra. Trượt ra. Để cho nó màn hình bự lên tí. Rồi, được rồi, được rồi. Rồi. Rồi, mình chỉ video mình sẽ chưa có nắng nót gì nhiều, nhưng mà chủ yếu là mình sẽ cân cho các bạn coi cái màn hình cũng như là test. Rồi Hạnh có thể em cân lại giúp anh nha. Đó. Đấy. Rồi ok, mình sẽ cân những cái sơ bộ cho các bạn. Rồi Hạnh chỉnh lại cân K-Tone lại nha Hạnh ha. Rồi mình sẽ cho các bạn xem một màn hình nhỏ này. Cái kích thước này là khoảng 100 inch. Đây là kích thước của 100 inch nha các bạn ha. Đó, để cho các bạn coi. Rồi Hạnh sẽ chỉnh K-Tone lại cho các bạn. Chỉnh sơ thôi, chủ yếu là mình test hình ảnh cho khách hàng cũng như là mọi người cùng xem. Rồi để mình tắt đèn ha các bạn ha. Rồi mình lấy, mình tắt đèn đây, remote đây, phòng xem phim đây, thích là tắt đèn thôi. Rồi ok, đấy, siêu gần gì đó. Đó, lấy nét luôn đi Hạnh ơi. Anh chưa kinh thần đúng chưa? Đấy, rồi sơ thôi, sơ để cho mọi người cùng, chủ yếu là coi về cái màu sắc là chính. Nét nó chưa tới. Rồi đó là cái hình có. Rồi tường, màn siêu gần. Đó, K-Tone chính đi. Đây nè, ra luôn, đúng rồi, ra nữa, nó đi, ở trên xuống, ở trên xuống, xuống đây, xuống đây, rồi, ok, rồi sơ được rồi, ok được rồi, hơi vuông thôi, chủ yếu cho mọi người coi, rồi kết thúc, rồi. Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cái phần đây, vô 8K này luôn đi hả Hạnh? Vô nhưng nội dung nào ngắn thôi. LG đi, chưa vô wifi. Các bạn chờ xíu các bạn. Đó thì mình quay những cái nội dung thực tế như vậy cho các bạn, nói chung là nó sẽ thấy rõ hơn, nó không có quá nhiều về vấn đề là chỉnh sửa nội dung hay chỉnh sửa video, để công khai cho những người xem video có thể thoải mái và cũng như là tự tin hơn khi mà chúng ta đi tìm hiểu một sản phẩm nào đó nó cụ thể hơn. Đó. Wifi cũng thấy tiền không nhỉ? Đấy, đã kết nối thành công khá là nhanh rồi. Ở đây mình không, hiện tại là đây là con mới, mình cũng không có điều chỉnh màu sắc hay là mình cũng không có can thiệp gì về trong cái hiệu chỉnh của cái máy này, mà mình chỉ tập trung vào khi mà mua về mình để cái mặc định như vậy, để chế độ flash như vậy để cho các bạn có thể xem được hình ảnh cho đến màu sắc nó như thế nào tự nhiên hết, không can thiệp gì hết cả. Còn việc mà chúng ta muốn linh hoạt, chúng ta muốn can thiệp thì tùy ha. Vô video này đi, con mèo nè, video này nè, con này, ok, yes, number person. Cái, xin lỗi các bạn nha, đó, 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 Vũ vừa mới đứng đó. Sáng ghê nha, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ lên nội dung 4K các bạn ha, đó. Rồi, ok. Thích, anh mượn cái remote. Anh mượn cái remote. Các bạn thấy nè các bạn, những cái điểm thế này nè các bạn, các bạn thấy ở cái góc độ này không? Thì về ở góc độ về góc độ hình ảnh á, thì nó rất là sâu nha các bạn. Về cái chiều sâu ở đây là mình chưa can thiệp, mình cũng chưa có cân góc cho đến mà bẻ góc cho nó chuẩn, nhưng mà các bạn có thể nhìn sơ bộ về hình ảnh thôi. Khi mà đọc phòng ra cái về hình ảnh mặc định rất là sâu các bạn. Về với Epson á, đặc biệt là những cái tông màu ấm, họ rất là đẹp và những cái tông màu ấm và rất là sáng nha. Đó là đó là cái gu của người Việt mình á. Là cái màu sống đồng á. Là nó sâu. Đấy. Các bạn thấy cái đoạn mà những cái màu, đặc biệt màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu xanh là thật sự nó rất là thế mạnh của Epson luôn các bạn. Đó, màu này nè. Rất là đẹp. Cameraman thấy đứng gần cũng được. Đó, đi là gần hơn bình thường. Đấy, cho mọi người có thể xem. Anh ơi, nên bật đèn lên. Rồi, ok. Vũ tạm đứng video lại. Đó, như vậy là Vũ đang rất là real time cho các bạn coi quá trình mà mình demo cái máy chiếu này. Và bây giờ là cái cơ chế mà Vũ bật đèn và cameraman có thể lùi xa lại tí xíu giúp để cho cái coi cái cường độ sáng nào. Cường độ sáng của ánh sáng này. Thấy không? Là các bạn thấy là bên Thiên Vũ đang bật cái cường độ sáng của căn phòng này rất là lớn, đặc biệt có hai cái đèn công suất là 24W kép. Đèn kép các bạn, rất là chói. 24W và mình đang cố để phả vô cái màn chiếu này thì các bạn nhìn ở cái camera đó, các bạn nhìn thẳng vô đây thì chúng ta sẽ đánh giá được cái cường độ sáng thực tế của cái khả năng độ sáng cao của cái con Epson nó đang làm được. Đấy. Đây, mình sẽ đứng cùng các bạn luôn này. Các bạn thấy chưa? Nó vẫn đang rất là sáng luôn các bạn, chứ nó không có bị nhờ. Rồi mình sẽ tắt đèn đi. Đó. Và cái đèn này bạn thấy không, cường độ sáng đây là đèn đánh live Vũ đang đánh đây. Cameraman có thể quay cái đèn luôn. Đó. Đây Vũ sẽ đứng cho bạn coi. Đấy. Thấy chưa? Ok chưa? Đó, để các bạn thấy hình dung. Đấy. Rồi mình bật đèn lên. Đó. Đấy, rất là nhiều đèn. Mà các bạn thấy vẫn là về cái hình ảnh đây, tại vì đang bị mờ đúng không? Đây để Vũ back là quay lại video các bạn sẽ thấy được. Đấy, nó sáng, cường độ sáng nó như thế nào. Đó. Đó. Đó, đây là rất sáng nha các bạn. Đây là cái không gian mà nó là nó cực kỳ sáng luôn. Đấy. Đó, và thấy vô đây là không gian cực kỳ sáng. Thật ra không có bất kỳ một cái căn nhà nào mà để một cái đèn đánh light nó lại trực tiếp vô cái màn chiếu hay cái tivi của mình cả. Đa phần là đánh những cái đèn ánh sáng đều cái căn phòng. Còn đây là một cái ánh sáng rất mạnh mà chiếu như vậy. Hạnh có thể tắt cái light đèn lớn giúp anh được không? Mở một cái light đèn trần bình thường thôi. Đó, đây Vũ sẽ chỉnh mở xuống cái một cái light đèn cho các bạn có thể thấy cái light đèn bình thường ở căn nhà chúng ta ở như thế nào để chúng ta đánh giá được cái độ sáng của nó nha. Rồi. Rồi. Rồi, ok, đi nữa không? Đấy, ok. À, màu sắc đi, cái này mà nhiều màu hơn nè. Đấy. Đấy. Mời các bạn coi. Đó, cameraman quay cái đèn cho mọi người thấy luôn. Đó. Đây là các bạn đèn bình thường thôi nè. Đó. Rồi thấy các bạn không? Đây là khi mà mình tiếp khách thì cái đèn sáng nhà nó cũng không đến nỗi sáng như vậy. Đó, bây giờ mình bật thêm cái đèn trắng, bật vô cái đèn trắng này nè. Cái đèn light nè. Đèn trắng nha. Ừ. Đó. Rồi ok. Đó, coi như đèn nhà nó sáng như vậy đó, các bạn thấy cả không gian không? Đó. Các bạn có thể thấy. Đó. Đẹp đúng không? Đúng không? Đó. Thường thường á là những khách hàng á khi mà chúng ta mua máy chiếu về á, đa phần cái quan điểm lo nhất là cái cường độ sáng của máy chiếu nó sẽ không bằng tivi, và cái đó là cái đúng nha các bạn, họ không hề sai nha các bạn. Nhưng mà về càng ngày càng về sau về cái công nghệ của hãng, họ càng ngày họ càng update, họ càng ngày họ càng tối ưu. Đối với những cái hệ máy chiếu, họ đang cố gắng làm sao thi đua lấy cái mục tiêu cái cường độ sáng của tivi làm cái mục tiêu chính, và cái màu sắc khi mà càng lớn như vậy thì cái độ sai màu nó rất là cao, nên họ làm sao phải vừa đảm bảo được là cường độ sáng có mà vừa đảm bảo được màu sắc nó phải đẹp, nó không bị cháy màu. Thì cái đó là một cái bài toán mà tất cả những cái hãng máy chiếu họ đang phải bám theo vào điều đó, và họ tất cả máy chiếu nào họ cũng đều mong muốn là cái cường độ sáng họ thay thế tivi, nhưng mà thật sự là rất là khó cho các bạn. Tại vì một điều thế này, vì cái tivi là cái điểm sáng nó nằm ở sau cái mặt nền, cái tấm nền, nó là ánh sáng trực tiếp và khoảng cách nó chỉ có nhiêu ở vài phân vài ly thôi để tới với là cái mặt led ở phía trước với cái tấm nền sáng ở phía sau. Còn đối với cái ánh sáng này là cái là ánh sáng là mình đang gọi từ mắt mình gọi là ánh sáng gián tiếp, còn cái ánh sáng của tivi đến ra là ánh sáng trực tiếp, thì nó sẽ khác nhau hoàn toàn nha các bạn ha. Đồng nghĩa với cái điều này thì khi mà chúng ta xem trên những con máy chiếu như vậy á, nó sẽ khỏe mắt hơn, coi được lâu hơn, ánh sáng trực tiếp nó sẽ không hại mắt, rồi nó sẽ không bị mỏi rất là nhiều. Nói chung là nếu mà nói về sức khỏe và nói về trải nghiệm thì đương nhiên cái việc mà trải nghiệm xem những bộ phim coi lâu thì máy chiếu nó sẽ lợi hơn. Nhưng mà nếu mà so với mà khi mà các bạn coi tivi thì về độ sáng, độ rực của tivi thì nó sẽ về cường độ sáng thì sẽ sáng hơn rất là nhiều. Nhưng đồng nghĩa với việc chúng ta cũng phải đánh đổi ngược lại là về hại mắt hay là trẻ con hay cho đến mọi thứ thì chúng ta sẽ bị ngược lại. Nói chung là sẽ có ưu và nó cũng sẽ có nhược. Đó các bạn ha. Ok, đây là một buổi video đập thùng cho các bạn một cái sản phẩm mới, nói về một cái sản phẩm của Epson LS650B của Epson, cũng như là chia sẻ một chút về cái so sánh giữa cái máy chiếu cũng như cái tivi ở cuối video để cho các bạn có thể hình dung, và những khách hàng mà chúng ta chưa trải nghiệm máy chiếu bao giờ hay là những khách hàng mà đang tìm hiểu á, thì có những cái nội dung bổ ích đến cho các bạn. Nếu các bạn thấy những cái nội dung video hay thì đừng quên bấm like, share cho Thiên Vũ để mình có nhiều động lực mình làm những cái video review cũng như là chia sẻ ở góc độ trải nghiệm người dùng và những góc độ thực tế cho các bạn cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung video lần sau. Bye bye.